không? Dạ. Cái bọn chúng nói mà mình không muốn nó làm hại không hết. Đấy, nhưng mà là kết thúc cái cuộc bầu luận thì là dân của Việt Nam cũng tuyên bố một câu này này: tất cả người dân Việt Nam, không người dân Việt Nam và bản thân tôi nhé, nếu dân chủ quận, một là dân chủ quận nút cái bỏ lưu, hai là tâm thái, ba là cái này chưa, những thằng nào mà dám dương cờ bao que và là số một trước mặt dân Việt Nam, chúng tôi thả cái vàng bao lần, thả cái vàng bao lần là chúng tôi đánh, biết là đánh được việc không được, nhưng tôi sẽ đánh, đánh vì cái lòng tự tôn dân tộc, cái lòng tự hào dân tộc, mà đất nước ta hy sinh bao nhiêu người con dân cũng mới có cuộc sống này. Vâng, xin cảm ơn các bạn. Tôi nói thêm là thời gian nó không dám kêu đâu. Nếu mà đi cầm cà phê Hà Nội có mà nói cho nó đập chết ngay, nó không dám cầm đâu. Nói ra qua nó rút trong cái quần nó máy ra, ai biết bây giờ. Cái thợ máy nhà tôi có máy không, muốn mua cái máy không thì không biết đâu. Máy chèo cái, nó máy cái cà phê nó rút quần nó ra, chết nó chụp ảnh như thế. Cái bài cứ đi ra đường cho mà, giờ người ta đập chết ngay. Hiện tại quốc hội của mình ấy, ngoài 5 phút thôi. Và trên ban kinh tế họ có đưa ra một cái chủ đề là hiện tại bây giờ đất nước Việt Nam của mình ấy là chưa có những cái khu gọi là đặc khu kinh tế, và trước là khu kinh tế hoặc khu công nghiệp là mình đã có rồi, mình muốn kiến thêm một cái khu làm thế nào về những cái đề đặc khu kinh tế lấy cho xong mà các nước người ta đã làm nhiều rồi nhưng Việt Nam mình chưa có. Bây giờ mình muốn phát triển cái đó để có thể là tuổi họ hoặc là trẻ trước đó đầu một số cái là vượt qua họ rồi. Vì thế do cái định là bán ba quần cái đảo gọi là cho thuê ba cái đảo là đảo Vân Đồn với đảo gì mấy đảo Quốc ấy, có nghĩa là ba cái đảo đó để làm cái đặc khu kinh tế mình đang làm cái nghiệm. Nếu sau này nếu như phát triển tốt thì có thể nhân rộng cho cả nước. Đấy, cái vấn đề này ấy, là họ là đặt ra cái thứ nhất là mình muốn kêu gọi các nhà đầu tư ở nước ngoài vào, là những nhà tầm cỡ vào là mình có thể giảm thuế cho họ, ví dụ như là nhưng mà trong đó là mình phải là những cái những nhà đầu tư lớn họ vào đây họ mở là ví dụ như những nhà máy xí nghiệp là sản xuất ra những cái công nghệ hiện đại, ví dụ như là những cái mà không có ảnh hưởng môi trường, ví dụ như cái điện thoại chẳng hạn sản xuất những điện thoại đấy là mình nói được. Còn những cái nào mà những nhà máy nào sản xuất ra những cái mà để ra rác thải để ảnh hưởng môi trường này không xử lý là đồ rác thải tốt là mình không cho, không có những quy chế là đủ rồi, kể cả bây giờ mình không nói chế mà phải sản xuất những cái vấn đề công nghiệp hiện đại mà không ảnh hưởng đến môi trường, nghĩa là thế thì cho vào. Cái thứ hai là mở ví dụ như casino sòng bài hay là các dịch vụ nào lớn hay khu du lịch, có nghĩa là nhãn nhà đầu tư là vào để vào làm được là người ta ký kết để cho làm. Nhưng có một cái vấn đề thế này mà họ lên án nhỉ, trước đây đó ở trên thế giới thì đã nhiều chỗ cho thuê tới 70 năm, Việt Nam mình cũng có một vài chỗ cho thuê tới 70 năm, nhưng mà muốn kéo được các nhà đầu tư lớn vào thì mình cho thuê thời gian nó dài vì người ta bỏ một cái số vốn rất lớn ra, người ta muốn thu lại vốn và người ta phải có lãi ra thì phải thời gian nó dài ra một tí. Cho ở trên thế giới này có một số chỗ người ta cũng cho thuê tới 99 năm, ví dụ như là chẳng hạn như là Jeju đảo Jeju Hàn Quốc. Đảo Hàn Quốc là mấy nhà ở Úc hiện tại đã cho thuê Trung Quốc về đến 99 năm, thì mình cũng học tập cái đó thì mình cũng đi cho thuê với tầm cái 99 năm. Nhưng hiện tại quốc hội bây giờ đang có rất nhiều cái dư luận khác nhau mà họ đang tranh cãi. Đây một phe thì ủng hộ một phe không ủng hộ, một phe thì ủng hộ nhưng ủng hộ là chỉ cho thuê tới 70 năm thôi, một phe thì phải cho thuê 99 năm thì người ta mới được đi vào đấy. Ví dụ thế trên quốc hội đang tranh cãi. Nhưng mà cái dư luận này đã đưa ra bên ngoài, bọn chống cộng của Đoàn nên bọn dân chủ quận nó đang nói là bây giờ là đảng bán đất cho Trung Quốc là 99 năm. Nhưng phải hiểu là cái này không phải là Trung Quốc, kể cả người Việt Nam, người Pháp, người Mỹ, ai có đủ năng lực, có đủ tiền để đầu tư thì mình ký kết hết. Nhưng phải trong vấn đề đó là phải quốc hội mình cũng đang bàn để quyết định có cho thuê hay không. Cái thứ hai là khi cho thuê là phải tăng cái luật này là vấn đề quốc phòng, an ninh quốc phòng là hoàn toàn Việt Nam nó hết. Có cái người đứng ở đó, cái người cũng như là mình tưởng tượng ví dụ như bầu kia đó là cái ông gọi cái đặc khu đó có một cái kêu gọi là thị trưởng đi thì ông thị trưởng phải là đảng rồi đấy. Trong khi đó là ông nắm toàn bộ là về an ninh và quân sự đấy. Và người như những người mà dưới ông ấy là do cái ông này trực ông tự chọn đấy. Thế nhưng mà bọn nó thì nó nói là thế này, bây giờ ví dụ như bán cái đó cho Trung Quốc thì 99 năm thì người ta nói một đời người là có 60 năm thôi,
thế mà 20 năm anh lấy vợ đẻ con thì ra một thế hệ hạ xong đứa con nó 20 năm nữa lại lấy vợ đẻ con ra thế hệ, có nghĩa là 100 năm thì nó phải ra 4 thế hệ. Sau này thì người Trung Quốc sẽ tràn đến nơi ở nhiều, thì là lúc đó là người ta sẽ lấy trưng cầu dân ý, thì nó bảo đấy là nước của Trung Quốc thì toàn dân Trung Quốc nhân sẽ ra về Trung Quốc. Nhưng nó không hiểu là người Việt Nam nó mình vào đây làm là phải có cái luật, chứ có phải là anh cứ có thể anh được mang được những kỹ sư, những người một số những cái người kỹ thuật anh vào đây để anh làm, nhưng mà không phải là anh cứ cho ào ạt người vào được đấy. Mình có luật của mình chứ, mình có luật, tất cả mọi cái phải làm theo luật Việt Nam chứ. Ví dụ như một số những nước bây giờ người ta đã có những khu đặc khu rồi, đây gọi là đặc khu kinh tế, thì nó phải cao hơn cái dạng như là khu kinh tế hoặc khu công nghiệp đấy, nó là như thế. Đặc khu và đặc biệt, ưu tiên đặc biệt là mọi thứ đều được và sản xuất những hàng đặc biệt đấy, là cái đấy nó là như thế. Thế cho nên là bọn nó thì đang chống đối lại, có nghĩa là nó đang ý định là điều tình để chống lại cái cả này, đấy nó là như thế. Thì mình chúng tôi là mấy ngày nay là chúng tôi đang phản biện ở trên vấn đề ấy, mà hôm qua là chúng tôi còn biện rất mạnh mẽ với mấy ngày nay rồi ở trên trên tôi thì đấy anh nói thân nhau đấy, đó là ý kiến là như thế đấy. Tôi thì tôi nói thế này, thực ra về kinh tế thì mình cũng không hiểu lắm, nhưng mà tôi có nghe cô Tiến nói và cũng có thảo luận ở trên quốc hội. Thế thì tôi hiểu thế này, thực ra cái kinh tế đặc khu kinh tế này, ta nói là đặc khu, tức là nó là đặc biệt, tức là nó phải có cái gì đặc biệt hơn cái khu kinh tế. Tức là như lúc này anh nói là sản xuất những cái mặt hàng là phải cao cấp đấy, những cái hàng mặt hàng là ta gọi là công nghệ cao đấy, mà không ảnh hưởng đến môi trường này rồi thế này thế khác, cái thứ hai là cái vốn đầu tư người ta lớn đúng. Thế thì hiện nay thì là ở Việt Nam ta mới có cái luật là đến 50 năm tới 49 năm thôi. Thế vừa rồi có một cái, tức là có cái ta gọi là có trong cái luật là những cái ngành nghề nào mà ta gọi là lâu chậm hồi vốn mà bỏ vốn vốn dài thì có thể kéo dài được 70 năm. Cho nên có một cái cũng án cái chỗ mà ông bí thư có cái cư đấy là ký là có 70 năm thôi đấy, chứ còn đâu là ta chỉ có 9 năm thôi đấy. Thế bây giờ lên 9 năm thì tôi theo tôi nghĩ là bên cạnh đảng cộng sản là người ta có rất nhiều chuyên gia kinh tế, không phải chuyên gia kinh tế Việt Nam mà kể cả chuyên gia hoàn toàn tại Việt Nam Mỹ, và mình cũng đã đi sang học tập nước ngoài, người ta làm chết lâu lắm rồi. Để người ta nói là nếu với Việt Nam ta đã bây giờ làm xây dựng đảng cộng sản kinh tế là muộn, nhưng mà muộn còn hơn không. Đấy, thằng người ta nói thế như thế. Nhưng vấn đề là thực ra mà nói là người ta cứ nghĩ rằng là đặc khu kinh tế đấy là cho người đào tạo, không phải, đúng không ạ? Không phải như thế nào, nhân cho bao trong đó có cả Nhật, có cả Pháp, có cả Mỹ, có cả cái này, nó nhiều. Và trước khi người ta phải có một cái, ta nói nhanh là phải có cái luật. Và anh vào đấy nhưng mà cái hộ tịch, cái quốc tịch của anh vẫn là người Hoa, anh vẫn là người Mỹ chứ không có, anh có để đến 4 đời anh vẫn là người Hoa. Chứ làm sao mà trở thành người Việt Nam được? Đúng không anh? Cái thứ hai là tôi ý tôi nói. Có cái luật lệ chứ. Cái như thế này. Cái này á là theo như tôi theo dõi trên quốc hội người ta đang họp thì người cái vấn đề này đã ưu tiên rất nhiều, vì cái trường hợp những nhà máy, những xí nghiệp người ta đổ ở đấy hoàn toàn là bên Mỹ và bên châu Âu mới có điều đủ điều kiện, bản thân Trung Quốc cũng không có đủ điều kiện để làm đấy, người ta đã nghiên cứu là như thế. Bản thân Trung Quốc cũng chưa có đủ điều kiện để nhảy vào khu lập khu kinh tế nào, mà đa số nếu như mình thông qua thì các Mỹ với châu Âu người ta sẽ hiểu mình nhiều, vì người ta đã có ở bên châu Âu, bên Mỹ có sẵn rồi, người ta chỉ bê một phát sang thôi. Mình làm sao ưu tiên cho họ để họ lôi kéo họ mang những cái thứ đó ở bên châu Âu và Mỹ mang về mình là chính. Cái bản thân của bên Trung Quốc không có đấy, người ta nhìn như là hiện tại là không có. Tôi không có thì có ý kiến khác, ý kiến của anh Thuận Sầu là cái đây này. Thực ra đấy chúng ta phải hiểu rằng đặc khu kinh tế với đặc khu hành chính là khác nhau. Đúng không? Đặc biệt là chúng ta là hô hào kêu gọi những nhà đầu tư vào đấy để sản xuất ra của cải để làm kinh tế, chứ không phải đặc khu hành chính để làm kinh tế quản lý. Cái nhất, nếu chúng ta thành lập những đặc khu kinh tế ở những vị trí mà ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng là chúng ta cũng cần phải suy nghĩ và cần phải tính toán rất kỹ, rất kỹ. Ví dụ nếu như ở khu Vân Đồn Quảng Ninh mở dành cho nhà thầu Trung Quốc vào, chúng ta phải để ý. Bởi vì ngàn đời xưa, 4.000 năm lịch sử chưa bao giờ Trung Quốc thôi được Việt Nam đấy. Cái chuyện đấy người ta còn thâm thằng tàu, đấy là điều chúng ta phải đề phòng đó, để đề phòng nhé. Riêng với Trung Quốc lúc nào đảng, nhà nước và nhân dân đều phải có những cái vị trí nào đắc địa ảnh hưởng đến an ninh quốc phòng, chúng ta phải đề phòng Trung Quốc. Còn nếu như nhà đầu tư khác Mỹ
Anh, Đức tất cả đấy thì chúng ta phải vô tư. Vô tư nhưng riêng thành viên Trung Quốc chúng ta không thể vô tư được. Nói rõ ràng riêng Trung Quốc không thể nào vô tư được. Cho nên đảng chúng ta tin đảng, nhà nước, chính phủ và các đại biểu quốc hội chúng ta thấu hiểu điều đó. Bởi chúng ta là những người dân, chúng ta còn nhìn ra được những điều đó thì những người lãnh đạo công chức cũng sẽ nhìn ra những vấn đề đó. Nhưng vị trí nào đang nhận như Đào Văn Đồn, Quảng Ninh, những vị trí nào đang để gần Trung Quốc nhất, chúng ta phải đặt cái vấn đề mà đưa ra nếu như là đầu tư quốc vào. Còn nếu như đầu tư nước ngoài mà vào đấy, chúng ta phải ra đây, đây là đặt cái kinh tế rồi. Nếu đặt cái hành chính ra cả cái này là cái quyền đặt hành chính cho một người lãnh đạo, đặt quản chính này thì là cũng phải là đặt đạo trao cái quyền đó cho những người có đủ tâm, đủ tầm để mà lãnh đạo. Cái đặc khu đấy, đặc khu rất nhiều quyền lắm, nhiều quyền, tự quyết quốc còn cái quốc quyền vượt cả quốc hội rồi, tự quyết vượt cả quốc hội. Thì vậy thì chúng ta đều phải suy nghĩ, đều phải tính toán, có những văn bản mà chúng ta gọi là có những cái chế tài hợp lý, chế tài hợp lý để mà chế tài những cái nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào cái quản lý đó. Đó là chúng ta phát triển chúng ta cũng mua kinh tế nó là chuyện bình thường. Một đặc khu để chúng ta dành cái quyền rất lớn cho chính cái đặc khu đó để phát triển kinh tế, để phát triển đất nước. Đương nhiên thôi, để làm mẫu, để làm gương để cho những các công tác chúng ta theo theo. Nhưng nếu như vào cái vị trí nào thì là ai cũng bằng. Bởi vì chúng ta bây giờ là ngày hôm nay chúng ta không thể nào mà phủ nhận được rằng Trung Quốc không lúc nào thôi cái Việt Nam, không lúc nào họ thôi cái ý đồ thôi cái Việt Nam. Chúng ta xác định là người dân Việt Nam với người dân Trung Quốc là bạn. Nhưng chính quyền Bắc Kinh, nhà cầu của Bắc Kinh chắc chắn là bạn. Chúng ta chỉ hiểu họ vấn đề khi nào chúng ta cần họ và họ cần chúng ta. Vẽ quan hệ đường nhỏ mà thôi. Chứ còn đừng nghĩ đến chuyện nó như nào với chúng ta trong toàn bộ. Đúng không? Thì những vị thế nào mà hiện nay còn đối với Trung Quốc thì chúng ta cần tham trọng. Và đảng, nhà nước của chúng ta cần tính toán cho nó kỹ để nó khỏi phải làm cho nó. Bởi vì nó tính lâu dài lắm, thằng Trung Quốc tính lâu dài lắm. Khi mà nó đầu tư đặc khu hành là gần kinh tế đó nhé, nó từ nó chuyển dần và trong những cái thế hệ của Việt Nam sau này, chúng ta biết ông có ông nào đó ông sai một cái, lâu nay ông sai thôi, một lỡ muốn đồng ký một cái cho nó cái đó là chúng ta có thể là hóa được cái quả. Vậy thì chúng ta ủng hộ nhà nước Đảng Cộng sản Việt Nam, ủng hộ chính phủ thành lập các khu đặc khu kinh tế, nhưng phải thận trọng với ý đồ của bọn nhà thầu Bắc Kinh, những vị trí phải được an ninh quốc phòng của toàn dân. Chúng thế sao? Đây là tôi nói anh Tăng có thể bán nhà cũng chưa theo dõi cái này nhiều lắm. Tôi thì nói thật với nhà đây tôi cũng theo sát thì bọn là kia nó phản biện nhiều quá, cho tôi cũng theo sát là tìm hiểu cả hai bên. Thì tôi thế này, thứ nhất là bây giờ trong ban kinh tế người ta đưa lên quốc hội để bàn. Khi bàn được rồi, nếu như quốc hội cảm thấy nhiều người nhất trí đấy, thì người ta mới đưa ra bàn ra một cái luật. Và trong khi đó phải đưa ra quốc phòng bên bộ quốc phòng người ta nhất trí và bộ an ninh người ta nhất trí rồi mới lên ra một cái luật. Đấy, ra một cái luật phải đúng. Ví dụ bây giờ người ta đang băn khoăn ở chỗ này này, ví dụ anh là một nhà đầu tư, anh đổ tiền vào đấy anh đầu tư, nhưng mà anh chỉ làm được trong 5-10 năm sau anh lỗ vốn này tuyên bố phá sản thì mình giải quyết làm sao? Thì bây giờ người ta phải ra cái đấy, cái này là cái băn khoăn của tao làm ra. Nhưng mà nếu ra cái luật là nếu như anh không đóng thuế được trong thời gian nào đó thì người ta có thể là cắt hợp đồng, anh sẽ mất không tiền đầu tư của đấy. Đấy, nó phải làm rất căng đấy. Thế bây giờ người ta thì nói chung là quốc hội đang bàn, mình là người dân mình chỉ nói những lời chuyện quốc hội, người ta chưa nhất trí cơ mà rất nhiều những ý kiến khác nhau, rất nhiều. Đấy, trên quốc hội khi nào quốc hội mà đi đến một cái thống nhất thì bây giờ mới giao cho chính phủ. Đấy, chính phủ mới giao cho ban kinh tế dập dân giữ dự án đâu đó xong mới đưa ra quốc hội phê duyệt, trong đó chính phủ mới có quyền ký quyết định. Đấy, ví dụ như thế. Mà trong đó phải có cái quốc phòng an ninh người ta làm. Thế thì cái bọn nó ấy, bây giờ cái bọn đó là nó chẳng phải qua nước thẩm viện ra này. Là Đảng Cộng sản hết tiền rồi. Đảng Cộng sản bây giờ hết tiền rồi. Thế phải bán cái đảo đó cho Trung Quốc. Nhưng thực tế nó không hiểu là đây là không phải là chỉ là Trung Quốc, mà có thể bất kể một doanh nghiệp nào có đủ năng lực, có đủ tài chính, có đủ mọi thứ để vào đấy người ta mới ký kết được, chứ không phải anh ký kết bừa ấy nói như thế. Mà theo như người mọi người đánh giá là đa số sẽ là Mỹ và châu Âu, gọi là nó gọi là Tây Âu, chứ còn Đông Âu cũng không có khả năng đấy để đầu tư vào đây. Đấy này vấn đề như thế. Thế nhưng là mình muốn phát triển được kinh tế thì mình phải có những khu đặc khu kinh tế để học tập các nước khác, vì các nước người ta đã làm trước mình rồi. Đấy là quốc hội người ta như thế. Nhưng thực tế là chưa biết là có quyết định được hay không, nhưng hiện tại bây giờ là bọn nó đang phải bắt rất nhiều rồi đưa ra mà nó đã cao một cái chữ là đấy, nó phải bây giờ ví
đây, nó mua vào đây thì sau này nó nhưng mà bây giờ ví dụ bây giờ mình còn được phải có cái loại bây giờ anh bảo anh đăng ký anh làm một cái điện thoại, là cái nhà máy sản xuất điện thoại mà anh phải cả sản xuất nhà máy điện thoại, anh sản xuất khác tôi cho anh nghỉ đúng không, thì gửi anh ra ví dụ thế, mà anh bảo anh mang ví dụ như là trong đó có khu đặc kinh tế người ta có chính quyền nắm vào đấy thì người ta phải viết đăng ký rõ ràng với anh là anh còn nếu như anh mà đem 1.000 người ra, nếu người anh phải lấy ưu tiên người địa phương cho phép, ví dụ thế công nhân địa phương cho phép mà anh không đủ công nhân địa phương thì anh mới được lấy ở nước ngoài đấy làm thì mới được chứ, đấy là công nhân của quy luật chứ, chứ còn không phải là cái chuyện là cứ làm vừa đi bán cho họ, là ý của bọn nó là mình cứ bán cho họ, họ muốn làm gì làm, cũng như nó nói ra cũng như đảo cơ luôn người là trước đây là về Ukraine bây giờ là Nga nó lấy chiến đấu dân ý rồi lấy về người nào ví dụ như Hồng Kông bây giờ bao nhiêu năm nay đi thực tế đã về Trung Quốc nhưng 50 năm sau Trung Quốc mới hoàn toàn được ngày khác đấy 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 ý của nó nói lên từ một trong cái đảo đó kia thế này anh sẽ vậy và mình cũng nói này người ta có nói này quốc pháp và ra nó ra quy nhập ra tùy tục mà đáo giang tùy quốc ông đầu tư vào đất nước Việt Nam ông phải theo cái phong tục tập quán và theo cái luật của Việt Nam đó là đương nhiên thôi chứ chúng ta đừng lấy cái đảo cơ rung ngày xưa nhé là cái thời là liên bang Nga thì tất cả các cư dân của liên bang Nga đều như nhau và cho nên khi mà liên bang Nga tan vỡ thì nó sẽ biết nó ra đầu là những đập đấy nó ra đầu là Liên Xô tan vỡ nó đầu đập thì cái đảo cơ rung đó nó là người Nga là hiểu cái gì thế bây giờ hiện tại là mình xác định rằng bây giờ ông đầu tư vào cái đảo Vân Đồn đây là lãnh thổ Việt Nam, lãnh hải Việt Nam, đương nhiên nó là người Việt Nam rồi, người Việt Nam rồi. Chứ còn nhân dân ông chỉ cho ra là ông nhập vào đấy chỉ cho các kỹ sư và công nhân kỹ thuật thuộc phần của nước ngoài thôi. Thì công nhân cũng là ông đấy người Việt Nam, đó là ông phải tạo ra làm cho người mà xứ để tạo ra một cái hành lang pháp lý, một cái chế tài để chế tài lại cái vấn đề đó, cái điều đó đương nhiên cái đầu mình không ngại mà cái đầu với ông kinh tế của Trung Quốc đâu đấy, thế nên mình chỉ là cái kết của người dân mình đưa ra mình nghiệm lại cái vấn đề đó nó như thế nào để góp ý cái băn khoăn của những người dân và đập tan cái được xuyên tạc của cái người du lịch ở bên nước ngoài cái hàng ngày nó ra giả về để là chống đối lại đấy, bởi vì chúng ta phải biết thừa rằng này nó yêu cây yêu cá đúng không nào, nó không biết rằng nếu như chúng ta không phát triển được đâu. Đúng rồi cho bà. Thì là cái này em cũng nói xin có một ý kiến này này. Này quay lại cái vấn đề mà bác siêu với cả bác Minh Tăng vừa nói là cái vấn đề đảo Crimea. Đảo Crimea nếu mà trong thời Liên bang Xô Viết thì nó là của nước Nga và sau khi mà thành lập trong mười mấy nước cộng hòa ấy là Liên bang Xô Viết người ta cắt cho cộng hòa Ukraine. Có nghĩa là đó là thuộc đất Nga, nó cắt ra. Bây giờ là chân cơ ý để nó lại trở về Nga. Không phải là đấy đâu. Cái đấy là ngày xưa nó là của nếu chính thức Nga. Đấy. Cắt ra. Nhưng mà cái thời ông Khrushchev thì ông mới cắt về cái không phải là không phải của Ukraine đâu. Không phải của Ukraine mà trước đây đó là của Nga rồi. Thì cái thời của Khrushchev thì ông mới cắt cái văn bản về. Cái thứ hai nó làm cho vấn đề này đấy là đạt đúng. Không trong vòng 5 năm anh là không xây dựng xong nhà máy, anh không đi vào hoạt động thì anh cũng bị đuổi. Đúng. Đấy, nó là 5 năm hoặc 10 năm bắt buộc anh phải xây xong và bắt buộc anh phải đi vào hoạt động. Đấy. Chứ không phải là anh mua đất anh ngủ anh để đấy như kiểu dân buôn bán đất cát ở Việt Nam đi mua đất bỏ tiền ngủ vào đấy 5 năm 10 năm đâu thích đến giá bán đâu. Không đấy. Đấy. Cái thứ hai đây là nó ra cái luận điểm này. Bây giờ nếu được mở khu đặc kinh tế đó thì nước ngoài người ta phải vào, người ta phải mở ra những cái casino. Điều đó là chuyện anh dĩ nhiên rồi. Vì để khu kinh tế mà để các nước ở trên thế giới người ta sẽ về đây người ta đánh bạc, ví dụ thế. Thì người Việt Nam mình là nó đánh bạc. Đấy nó nói là người Việt Nam mình là nó đánh bạc. Các nghèo này còn nó đánh bạc, thám tiền. Cho nên là người Việt Nam mình sẽ nhiều nhà ta nhà nắp cửa vì cái những cái casino đó. Đấy, ý là làm là như thế. Đấy là đời đấy. Cái dưới thượng lưu lắm. Tôi mới phản biện là các bạn tôi phản biện đây là rất
thực tế Việt Nam mình không phải là không có casino. Hải Phòng nó có casino bao nhiêu năm nay rồi. Nhưng mà cái casino người ta phải làm sao? Thứ nhất, những casino hiện đại trên thế giới, anh có thể ví dụ người Việt Nam bây giờ muốn vào casino Hải Phòng đánh chơi bạc thì trước hết vào đến cửa anh thì trưng ra 50 triệu là anh mới được vào cửa qua cửa. Thế người Việt Nam những người nghèo lấy đâu ra 50 triệu bây giờ để trưng qua cửa? Cái này. Còn những cái casino ở biên giới Thái Lan, gặp bên nơi Campuchia, người Việt Nam mình người nghèo hóa sang đây đánh, hóa sang đây chơi. Nhưng mà cái casino này thực tế là người Việt Nam và người Trung Quốc là người đứng ra làm chủ, nhưng mà mua lại của Campuchia. Đó, ở Campuchia nó đã có khu đặc khu kinh tế rồi, các bạn, tôi đã ở đấy một năm trời, tôi biết. Và cái đó hoàn toàn mọi luật pháp phải theo Campuchia. Không, anh là người Việt Nam hay người Trung Quốc có đầu tư ở đấy chứ mà phải hoàn toàn theo luật pháp Campuchia. Người Campuchia nó bảo vệ casino cho anh chứ anh không được quyền cho người khác đến bảo vệ. Đấy, anh không thể, người trực tiếp chính quyền Campuchia nó cho người đến bảo vệ cái casino của anh, ví hay khu đặc khu kinh tế của anh, mọi luật pháp phải theo luật pháp Campuchia. Đấy, nó là như thế. Đây trong kia đã ở bên đó nó có rồi, có khu vực kinh tế rồi nhưng mà nó nhỏ thôi. Người Việt Nam và người Trung Quốc đã từng làm dưới thượng lưu hồi chơi thì casino nó là toàn dưới thượng lưu cả. Và tôi biết từ anh Phòng và Đỗ Sơn nó có một cái casino mà vào là trong tài khoản của anh phải có 500 triệu trở lên thì nó mới cho vào. Đấy, thế thì tôi nói người ta đánh bạc đánh cứ gọi là đánh cái tiền lên để mà uống chai bia đấy mà bôi nhọ với nhau nó vui mà. Đấy, nhỏ lên đây này, nói ra cho này mình đây là mình có ý với đảng, nhà nước lấy ý kiến của sinh viên thôi. À, chứ còn nếu một cái lần điều mình bác khoe thì anh phải biết là nếu như nó ví dụ cái đường trước cửa nhà con bé đây nhá, để bé như thế này thì đôi khi mà bác kêu mình đất nước không phát triển, đường giao không bé. Nếu mà không phát triển mở rộng lấy đất của dân, đúng không? Lấy đất của dân là đảng phải chặt cây nên nó bảo vệ cây. Đó là hết cái yêu cả tử tù với là Hải Dương giết người ở bên đây, cái yêu cả tử tù thì mình phải biết được cái bà quen cái lực lượng như thế nào. Có thể thì cái cuộc thảo luận về mấy cái vấn đề đấy hôm nay được chưa? Xin cảm ơn các bác tham gia cái cuộc thảo luận này hôm nay. Cái vấn đề là khu kinh tế chúng ta cũng chưa được là biết nhiều về vấn đề này, chúng ta có cuộc thảo luận qua cái này, chúng ta được các bác. Thank you.